Xin chào buổi chiều tất cả mọi người, mình sẽ lại bắt đầu thông tin tình hình dịch Covid chiều ngày hôm nay ngày 4 tháng 8. Thì trước khi bắt đầu thông tin chi tiết, bạn nào chưa đăng ký vui lòng cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và thông tin đầu tiên là công ty cổ phần cấp thoát nước Bến Tre xin thông báo đến với khách hàng sử dụng nước là công ty sẽ giảm tiền sử dụng nước và không giảm phí bảo vệ môi trường đối với tất cả các khách hàng đang sử dụng nước của công ty. Thì tỷ lệ giảm tiền sử dụng mức nước là 10% trên kỳ hóa đơn sử dụng nước và không giảm phí bảo vệ môi trường. Thì kỳ hóa đơn sẽ giảm trừ là giảm trừ hai kỳ hóa đơn kỳ 8 và kỳ 9. Thì trên đây là thông báo của công ty, kính báo đến khách hàng và quý cơ quan giám sát việc thực hiện, trân trọng thông báo. Và thông tin tiếp theo chính là thành phố tìm người tiếp xúc với hai ca mắc Covid-19 là tài xế xe tải chở hàng từ thành phố đến thành phố Hồ Chí Minh. Thì theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Thành Phú, ngày 2 và ngày 4 tháng 8 có 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 là anh BBT, nghề nghiệp là tài xế xe tải, và anh BNHT là lơ xe cho anh BBT. Hai người cùng đi trên một xe tải chở hàng mang biển số 71C09533, tuyến đường xuất phát hàng ngày từ điểm Mũi Tàu, xã Thạnh Phong đến thành phố Hồ Chí Minh. Thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Bến Tre xin thông báo đến bà con những ai có tiếp xúc gần với tài xế hoặc lơ xe trên địa điểm tập kết hàng quá Mũi Tàu tại xã Thạnh Phong, và những ai có gửi hàng nhận hàng từ xe tải nêu trên trong khoảng thời gian từ 25 đến 30 ngày 30 tháng 7 năm 2021, hãy liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Và thông tin tiếp theo chính là đêm ngày hôm nay, tức là rạng ngày mai ngày 5 tháng 8 sẽ chính thức là phong tỏa toàn bộ thị trấn huyện Chợ Lách. Thì qua 3 ngày ghi nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên, là tính đến 4 giờ chiều ngày hôm nay ngày 4 tháng 8, Chợ Lách có 11 trường hợp xét nghiệm dương tính PCR với Covid-19 ở 3 ổ dịch là tại xã Long Thới, Tân Thiền và thị trấn Chợ Lách. Đây là những ca mắc ghi nhận trong cộng đồng. Thì hiện nay là huyện Chợ Lách đã truy vết được F1, trong đó có 36 trường hợp tại Trung tâm Y tế huyện Chợ Lách, nơi phát hiện dương tính và khi đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa của huyện. Thì bệnh viện và trung tâm đã đóng cửa trụ sở cùng khu vực. Số còn lại là ngoài cộng đồng là 212 trường hợp F2. Thì huyện cho biết là tiến hành phong tỏa 5 điểm xảy ra F0 là tại xã Long Thới, Tân Thiền và thị trấn Chợ Lách, và cho ngừng hoạt động Trung tâm Y tế huyện Chợ Lách để tiến hành làm sạch khu vực ghi nhận ca mắc, đồng thời tăng cường thêm 3 đội truy vết, nâng tổng số 6 đội thực hiện truy vết thần tốc, cách ly sớm nhất các trường hợp F1, F2. Thì hiện nay là huyện đang chuẩn bị phương án triển khai các điểm cách ly tập trung và các công tác hậu cần để chuẩn bị lương thực, thực phẩm cho dân và các đội phản ứng nhanh phòng chống dịch. Và đề xuất của ban nhân tỉnh đó là phong tỏa toàn bộ khu vực thị trấn huyện Chợ Lách. Và thông tin cuối cùng cho bản tin chiều ngày hôm nay chính là số ca dương tính được ghi nhận tại Bến Tre chiều ngày hôm nay ngày 4 tháng 8. Thì chiều ngày hôm nay Bến Tre ghi nhận thêm 18 ca mắc Covid-19 mới, bao gồm ở các huyện như là Ba Tri, Bình Đại, Chợ Lách, Châu Thành và Thạnh Phú. Trong đó là Ba Tri là 8 ca, bao gồm ở khu phố 5 là 3 ca, khu phố 6 là 3 ca và An Hội là 2 ca. Ở Bình Đại là 3 ca ở ấp 2 Bình Thắng, Chợ Lách là 3 ca ở ấp An Quy, xã Long Thới, Châu Thành là 2 ca ở ấp 2, xã Quế Sơn, Thạnh Phú là 2 ca ở khu phố 4 và công an huyện thuộc thị trấn. Trong đó là phát hiện trong khu cách ly và phong tỏa là 15 ca. Hai trường hợp là nhân viên công an trực thuộc khu cách ly tập trung và một ca phát hiện ngoài cộng đồng. Thì tính đến nay là Bến Tre có 954 ca, trong đó là có 14 ca đã tử vong. Số ca ra viện trong ngày hôm nay là 26 ca, cộng dồn số ca ra viện là 246 ca. Mình cũng xin kết thúc thông tin chiều ngày hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký nhớ cho mình xin một cái đăng ký bên dưới nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.